Minh Đài. Xin hân hoan thân ái kính chào sự hiện diện của các quý vị quan khách, các quý vị khách quý, các cô ông, cô bà, các anh, các chị và các bạn đã bớt chút thời gian và mặt của mình đến và hiện diện trong buổi lễ đại tiệc nên duyên phát hành đôi lứa. Chào mừng trăm năm hạnh phúc của đứa trẻ Hải Sơn sẽ duyên cùng cô dâu Phương Liên. Vâng, và lời đầu tiên xin phép thay mặt cho ban tổ chức lễ thành hôn cũng như hai bên gia đình họ nhà trai và họ nhà gái xin kính chúc quý vị có một buổi lễ đại tiệc đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, như truyền thống ngàn đời của ông cha ta xưa và nay, uống nước nhớ nguồn cũng như các quý vị có mặt tại đây có được niềm vui hạnh phúc ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến công lao dưỡng dục của những đấng sinh thành, những người đã vun đắp cho cô dâu và chú rể có được niềm vui hạnh phúc ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức lễ liên hôn, xin chào kính mời quý vị, chúng ta hãy hướng mắt ra phía cửa khán phòng và nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng sự hiện diện của tứ thần phù mẫu tân sinh ra cô dâu và chú rể. Xin chào, kính mời và xin nhiệt liệt chào mừng. Đúng thật là hôm nay sum họp chúc mai tình trong một khắc nghĩa dày trăm năm, hoa cây tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Vâng, còn một lần nữa xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ, để chào mừng sự hiện diện của đại diện của nhà trai và họ nhà gái. Kính thưa quý vị, về phía gia đình họ nhà trai, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Nguyễn Minh Sĩ và bà Lương Thị Hòa. Xin trân trọng kính mời ông bà bước lên trước sân khấu để ra mắt trước quý vị khách thưa quý vị. Bên đại diện họ nhà gái, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Trần Công Đồng và bà Lê Thị Hào. Xin trân trọng kính mời bà bước lên trước sân khấu để ra mắt trước vị khách quý vị quý. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu cuộc sống là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho nhân loại. Cuộc sống không thể thiếu được tình yêu, bởi vì từ khi sinh ra, con người đã có một trái tim biết yêu, một tâm hồn để yêu và luôn khát khao được hạnh phúc. Chính vì lẽ đó hôm nay, sự hiện diện của quý vị có mặt tại đây cũng để chứng kiến và chúc phúc cho một trong những mối tình đẹp mà Thượng Đế đã sắp đặt họ đến bên nhau, yêu thương nhau, sẽ duyên nên vợ thành chồng. Vâng, và một lần nữa, xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy hướng mắt ra phía cửa khán phòng và nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng màn kết thúc của dòng chủ đề của nhóm chủ đề nhà hàng trên dưới phía này. Xin trọng kính mời và xin nhiệt liệt chào mừng. Cho ban tổ chức lễ thành hôn xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Dương Tôn Bảo, đại diện cho hai họ sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bạn nam nữ thanh niên cùng toàn thể hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức năm lễ thành hôn cho cháu Sơn và cháu Liên. Các vị đã đến chia vui cùng với gia đình, tôi xin thay mặt hai gia đình cảm ơn các cụ, công, các bà đã đến
chia vui cùng với hai gia đình chúng tôi. Và một lần nữa xin chúc các vị một bữa cơm thân mật, đoàn kết và ngon miệng. Xin cảm ơn. Vâng, và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy hướng mắt lên trên sân khấu để chứng kiến những nghi thức đặc biệt quan trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Vâng, và xin trân trọng kính mời chú rể Hải Sơn hãy trao những cưới yêu thương cho cô dâu Phương Liên. Xin trân trọng kính mời. Phương Liên, nhà hàng tiệc cưới Thúy Cải có món quà gửi tới cô dâu và chú rể, và cùng cầu chúc cho cô dâu và chú rể sẽ mãi mãi đi chung trên một con đường được xây bằng tình yêu và hạnh phúc. Vâng, và một lần nữa xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng một món quà rất đặc biệt của nhà hàng tiệc cưới Thúy Cải. Tiếp theo xin trân trọng kính mời Hải Sơn và Phương Liên hãy tiến lại gần chiếc bánh gato, cùng nhau các chiếc bánh gato khơi nguồn xung quanh trong dòng thắp ly tuôn trào trên khắp rượu. Xin được trân trọng kính mời. Cô dâu và chú rể có được niềm vui hạnh phúc ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời chú rể Hải Sơn nâng ly rượu phúc mời đại diện hôn nhân gái. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và xin trân trọng kính mời cô dâu Phương Liên hãy nâng ly rượu phúc mời đại diện hôn nhân trai. Xin được trân trọng kính mời. Và một lần nữa xin phép được thay mặt cho ban tổ chức lễ ly hôn, xin trân trọng kính mời Hải Sơn và Phương Liên hãy nâng ly rượu phúc của mình lên và uống ra môi trước sự chứng kiến của các quý vị đoàn khách, các quý vị quý. Vâng, và cho các tôi được làm cầu nối giữa cô dâu chú rể cùng tất cả các quý vị. Vâng, và xin trân trọng kính mời chúng ta cùng nâng ly. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy rô lên một tiếng thay cho lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi tới cô dâu và chú rể. Có được không ạ? Vâng, và xin trân trọng kính mời chúng ta cùng nâng ly và tôi sẽ đếm ạ. Được chưa? Vâng ạ. 1, 2, 3. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và để chúc mừng trong năm hạnh phúc của Hải Sơn và Phương Liên nay, thay mặt cho ban tổ chức lễ hôn, xin được trân trọng giới thiệu đại diện hội nhà trai và hội nhà gái có những món quà gửi tới cô dâu và chú rể trong ngày vui trong năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Bao bên nhau mỗi phút giây đời cho những
trân trọng kính mời những món quà hết sức đặc biệt của gia đình của người gái ạ. Thay mặt cho ban tổ chức lễ thành hôn, xin chân thành cảm ơn những món quà hết sức đặc biệt của gia đình và nhà trai và họ nhà gái. Vâng, và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời Hải Sơn và Phương Liên cùng tứ thân phụ mẫu thân sinh ra cô dâu và chú rể, chúng ta hãy tiến lại gần các bàn tiệc và cùng cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đã bớt chút thời gian đến hiện diện trong buổi lễ đại tiệc chào mừng trăm năm hạnh phúc của Hải Sơn và Phương Liên. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Chương trình văn nghệ chào mừng trăm năm hạnh phúc Hải Sơn và Phương Liên hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy đến với một vũ điệu này hết sức sôi động được mang tên The Spot. Vũ điệu này xin trân trọng chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng sự hiện diện của Tuấn Đạt và Quỳnh Hương. Vũ điệu xanh 2012 xin gửi tới quý vị. Xin trân trọng kính mời chúng ta cùng đón xem.